Vâng, xin chào các bạn. Nami sau một thời gian nghỉ ngơi đã lao vào tập gym và cơ thể của cô ấy đã trở nên cơ bắp. Mời các bạn theo dõi video Nami ở phiên bản body, phiên bản lực sĩ thì nó sẽ như thế nào. Mời các bạn xem video. Đầu tiên sẽ là khuôn mặt và đặc biệt là đôi mắt. Tôi muốn làm nổi bật lên đôi mắt màu nâu của Nami. Các bạn chú ý để cho nổi bật một khuôn mặt, một màu sắc, một màu da, màu áo, màu tóc gì đó thì các bạn nên sử dụng đến 3 gam màu đậm, vừa và nhạt thì trông sẽ rất là nổi. Nếu bạn chỉ sử dụng 1 hoặc 2 màu thôi thì trông nó rất là đơn điệu. Các bạn đã nhìn thấy Nami mặc áo xanh như này bao giờ chưa? Đây là màu áo xanh khi cô ấy ở nhà và tập phòng gym các bạn nhé. Đấy, cánh tay còn đô con hơn rất nhiều các bạn nam nha. Đặc biệt là Luffy còn lâu thì mới có thể hình được như thế này. Đây không phải là hình ảnh mà tôi đã lấy ở trên mạng hay là xin của một ai đó mà tôi tự vẽ ra nha. Sau đó tôi mới tô màu lên. Ở phần sau của video các bạn sẽ thấy tôi vẽ bản thô như thế nào. Để làm nổi bật cơ bắp của một cơ thể thì cái phần sườn này rất là quan trọng, cái phần bụng 6 múi và phần xương sườn hai bên. Và bộ dây lưng, dây đai và quần màu xanh đặc trưng của Nami không thay đổi. Đấy, các bạn thấy được đây là 3 màu nhé, màu nhạt, màu vừa và màu đậm để làm nổi bật lên những đường cong, những sau khi chỉnh sửa một chút về màu sắc. Đấy, thì đây là sản phẩm hoàn thiện các bạn nhé. Before, trước đó thì tôi vẽ phần thô như thế nào. Phần thô này tôi vẽ và tôi tua tốc độ lên gấp 13 lần để cho các bạn xem không bị nhàm chán. Từng nét vẽ một rất là tỉ mỉ các bạn ạ. Các bạn nhìn một sản phẩm trông đơn giản vậy thôi nhưng mà phải mất rất nhiều thời gian.
tóc của Nami này còn đỡ ấy. Một số nhân vật tóc ví dụ như Sanji chẳng hạn, vẽ tóc của Sanji rất là lâu, tóc của cậu ấy có rất nhiều các cái sợi nhỏ. Bạn đã thấy Nami bao giờ đeo găng tay chưa nhỉ? Tất nhiên tập phòng gym thì phải đeo găng tay, nếu không thì sẽ tạo ra các chai tay trông rất là xấu, nhất là đối với phụ nữ. Nami được xếp vào nhóm 10 cô gái quyến rũ nhất trong One Piece. Điều này thì không thể phủ nhận được rồi. Với phiên bản lực sĩ này thì cô ấy không những quyến rũ mà lại còn tràn đầy sức mạnh. Không biết có bạn nào có cái gu thích Nami như thế này không nhỉ? Bên Tây thì người ta rất thích phụ nữ cơ bắp các bạn. Càng cơ bắp thì càng đẹp. Đâu cần phải ủy mị thục nữ gì đâu. Nên các bạn thấy đấy, phụ nữ Tây phương ấy thì thường ra bờ biển phơi nắng, tập gym. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy cho tôi xin một like, một sub. Cảm ơn.